Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Yo, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình đã nhận được một cái ý tưởng rất là hay của một bạn đã comment trên kênh YouTube của mình. Đó chính là chơi vị tướng Maza này và lên theo phong cách đó chính là siêu đẩy trụ. Cái phong cách siêu đẩy trụ này khá là hợp dành cho con Maza anh em. Tại vì con Maza này có cái skill W á, cắn trụ siêu thốn luôn. Đấy, thêm nữa là mình sẽ phối hợp thêm cái bùi đồ gọi là siêu đẩy trụ cho con này. Thêm cái thông đạo này, với cả một vài cái bùi đồ mà chúng ta có thể dọn dẹp lính nhanh. Ok. Và nhân tiện đây thì anh em có ý tưởng gì hay, có ý tưởng gì độc đáo thì hãy đừng quên góp ý cũng như là bình luận cho mình biết nhá. Và anh em đang xem thì hãy ấn like và ký kênh, có thể ủng hộ mình nhiều hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Uầy, April hơi khó chịu rồi ba. Có máu ghê quá anh em. Bây giờ chuyện nhân này nó gọi là cơ động quá, mình không thể nào mà tiếp cận được nó. Để chút nữa mình lên cấp độ 6 thì nó mới bá đạo được. Đây đây, có vẻ như là ok này, không xung quanh tôi à. Lại đi ăn bùa đỏ này. Mong là ông kê, okay này ông ăn bùa đỏ thì sau đó thì ông sẽ ganh hỗ trợ mình. Nếu mà anh em đánh không lại thì tốt nhất là anh em chúng ta sẽ ôm farm và sẽ đợi đường ganh nhá. Đấy, chúng ta không nên mà chúng ta lên hổ báo nó fit mạng cho nó. Đấy, trận đấu nó càng diễn ra khó chơi hơn ấy. Đây à, gầm quá rồi đấy. Thốn đấy. Cái ông Ezreal này kia anh em. Thanh niên này, thanh niên này. Nhưng mà nó phá đi cái lớp giáp của mình một lần mất rồi. Giống kiểu như vậy, bao cát cho nó đánh luôn á. Ok, cấp độ 4 rồi. Đây đây đây, đây người anh em Ken có dấu hiệu ping lên ganh chuẩn bị hỗ trợ mình rồi này. Đây là cái tin tốt rồi. Lên luôn không? Đấy. Rồi nha mày. Mày chạy đi đâu? Chạy hộ cái. Úi xời ơi. Mày không có thanh tẩy à? Nhưng mà rất tiếc thanh tẩy không thể nào thanh tẩy được cái áp chế của mình. Áp chế của mình không thanh tẩy được nha anh em. Điều anh em gọi là hơi sai lầm khi mà ăn thanh tẩy đi đối đầu với cả Maza. Thanh tẩy không thể nào mà thanh tẩy được áp chế. Chỉ có khăn giải thuật thôi nha anh em. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp xong cái đồng lính này và chúng ta đi về nhà mua đồ. Năm rồi, mình sẽ cộng mắt QE trước để có thể dọn dẹp lính nhanh. Cộng bỏ sau cũng được anh em, bỏ sau được. Đấy, chúng ta cần là dọn dẹp lính nhanh, chúng ta đẩy lan vào nhanh đó. Đã đừng chưa làm được điều này, đã cần nhiều mana nữa. 1.003 chuẩn bị đồ. 17 nhanh là nhanh nè. Ôi tôi mua nhầm cái nghe, mua nhầm hàng. Đây Ezreal này ông né ảo ảo kiểu gì anh em. Bây giờ mình quy không dính ông này phát nào đó, quy phát là ông này né phát đằng sau luôn. Phải chăng là thấy được lên tối nào đấy? Có thể thôi, nhưng mà mình skill ga không biết. Phát kiểu gì này, phát kiểu gì này. Chết rồi, không biết tiêu phai mà chết rồi. Lên thôi. Hiện tại thì tem của tôi đang dẫn trước tem bạn 2 mạng. Đây mình sẽ núp thử. Mình quy nó xem nó có né hay không nhá. Nếu mà nó né là đảm bảo anh em được nó tun chắc. Ở đây không? Đây mình sẽ test cho anh em xem. Ủa, đây thì chưa thử nhận được. Khả năng nó này tốt. Đây, cái này chúng ta rất là lợi. Khi mà nó kết liễu được cái mục tiêu đấy thì nó sẽ nhảy qua mục tiêu khác. Ok, cố gắng đây nào. Không lại thì ta cứ đợi ganh. Được gì thì xoắn anh em. Đây là một cái cách giúp anh em leo rank tốt. Anh em không nên lên cao quá. Đấy đấy đấy, đấy chuẩn bị có người anh em ganh tôi tiếp này. Né hộ cái này gái. Né hộ cái này gái. Áp chế tần trưởng của tôi.
Tuổi gì này anh em? Sao mà né được cái áp chế của mình được? Đây. Bỏ đâu? Xuất hiện ngay. Đấy anh em. Dẹp lính. Trong vòng tích tắc à? Này, lấy trụ này. Xem trận đấu này mình lấy trụ trong vòng bao nhiêu phút nhá. Đây là 7 phút rồi. 7 phút chúng ta chắc khoảng tầm lấy được 2 nâng. 2 nâng trụ. 2 nâng trụ. Ok, hai nước trụ có 320 vàng rồi. Quá lại. Chỉ cần ganh thêm phát nữa, đảm bảo anh em đóng xóa con mẹ game nữa. Đi chơi luôn. Ok. Gì đấy? Có báo à? Sai rồi. Sai đúng không ạ? Bỏ đâu? Xử nó. Ôi trời ơi, hôm nay được 3 lít nhở? Ngon đấy. Hôm nay tự nhiên ăn đâu một mạng kìa. Tự nhiên mình lại được 3 lít. Thơm. Mình cứ tưởng là hôm nay được tăng không 2. Mà hôm nay lại ăn ở đâu một mạng nữa. Bây giờ là mình reset tiền nhưng mà ông reset tiền nữa. Thơm này anh em. Thơm kèo. Đấy. Bỏ làm việc đi. Rồi thôi về, thôi về. Là mình sẽ lên cái vọng âm đầu tiên anh em. Vọng âm. Ta vừa có cái lượng mana này, vừa thêm cái vọng âm nó nổ thì ta dọn dẹp lính rất là nhanh. Đâu rồi, 1.900 vừa đủ. Thêm bình máu, quá đẹp. Perfect luôn anh em. Thì đây. Bắt nạt anh em tôi à? Đấy rồi, tôi tên lè lè ở đây, đây nha. Coi như là chạy thoát được rồi. Bắt thằng này không? Ủa thằng cần giết cái này rất nguy hiểm. Có lẽ thì mình sẽ phải sử dụng mình cái tele thôi anh em. Cần không? Nếu mà ông Ken gọi là quá nguy hiểm thì mình sẽ tele. Nếu không thì mình sẽ sử dụng cái tele này để đi đẩy trụ. Cũng ổn. Nhảy à? Ông ấy đi ông nhảy à? Nhảy giúp ông Vinh thành công mới là cái vấn đề. Nhảy gì nè? Ủa, nó không đẩy qua cái con Edwin ta. Hình như khoảng cách hơi xa. Khoảng cách hơi xa à, bắn chuẩn đấy. Bắn chuẩn đấy. Đọc quay kích gặp quỹ không kêu skip đọc này. Thốn. Tại mình mang cái bảng triệu hồi Ari anh em. Ari cắn rất là đau. Ông này chuẩn bị chết với tôi này. Không về là chết này. Mình áp chế phát chết này. À vẫn lì không thèm về. Thanh niên đúng lì lợm cơ mà. Ôi vào đây. Chỉ cần một cái áp chế thôi nên đảm bảo với anh em là chết. Lấy trụ thôi. Quá thơm. Còn này là 10 phút một trụ anh em. 10 phút một trụ. À đau chưa? Quá đau luôn. Chết rồi. Trời ơi. Thì là bãi nhảy của tôi thì thôi. Ăn virus của tôi đảm bảo là chỉ có chết. Ok, 10 phút một trụ nha anh em. Gần sang phút thứ 11. Sắp trong à, vẫn là 10 phút. 10 phút 57 giây. Ta đã có một trụ. Vì đấy thì các anh em của chúng ta vẫn chưa lấy được trụ nào cả. Anh em thấy không? Không cách để trụ không bao giờ gọi là lỗi thời. Trụ top, trụ bot, trụ mid chưa trụ nào lấy. Còn mình đã lấy rồi này. Lại thêm cái đắc trụ này nữa. Ok. Quá thơm luôn. Quá thơm luôn. Này nhờ như nào. Đấy. Không cần có khả năng dọn dẹp lính nhanh thôi. Ừ,
sau đó thì cho bọn làm việc. Ok, chắc là mình sẽ đi về thôi. Về nào. Về. Uầy, đi đây. Trời ơi. Đây là chúng ta đẩy quá cao đây mà. Ăn hiếp người quá đáng đấy mà. Thế là mình sẽ mua cái giày. Đây, giày pin ra đi. Chắc bắp vậy. Trời ơi, chơi quá này, chơi chắc bắp luôn. Chơi auto win luôn. Chơi để win luôn mà anh em. Đâu rồi? Này bên phần hồi máu phải không nào? Hồi máu đúng rồi. Đông đạo của mình. Trang bị rất ưa thích khi mà mình lên cái trang bị siêu phá trộm. Và phần bằng ngọc thì mình sẽ phải chèn ở phần cuối video nhá. Chết đó. Chết à? Trời. Xử đã không? Đây 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 đây. Xong rồi. Đi được không? Trời ơi, quá đẹp luôn. Kên đúng sát thủ luôn anh em. Đẹp phát chết hai người luôn. Ghê đấy. Kên này khá là biết chơi đây anh em. Chọn những cái lan mà dễ ganh. Cái lan mình ganh phát là auto chết luôn ấy. Phần ganh nhẹ tôi phát là đảm bảo là có mạng ngay. Bây giờ mình sẽ ăn con sứ giả nữa. Sứ giả khe nứt. Mình xin cái ông này con sứ giả đó. Để tôi ăn nha. Để chắc để mình ăn. Nào. Ờ. Uầy. Đùa tao à? Đùa tao sứ giả. Đùa tôi à? À, sứ giả cái nứt. Về 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 về. Đáng phép nữa. Ok, này hình như là hơi mạnh so với dự kiến rồi. Oh, flash luôn. Uầy. Trời ơi. Ok, này mạnh, mạnh quá rồi anh em. 9-1 rồi. Ui, vậy mà mình vẫn farm gọi là nhiều nhất luôn. Nhiều nhất team luôn. À, đến phút thứ 15 rồi mà anh em vẫn chưa lấy được cái trụ nào cả. Nó về. Đấy thì mình đã lấy được cái trụ top rồi nha. Một phần là được ganh nhiều. Một phần là nhờ cái chất đẩy trụ của mình nữa. Đấy, đẩy trụ nhanh. Đẩy trụ nhanh cũng là một lợi thế nhá. Game này là game đẩy trụ chứ không phải là game giết người. Anh em chỉ cần lấy hết trụ là thắng. Anh em giết hết người mà anh em không lấy trụ thì sao mà win được. Trừ khi mình chế độ giải trí như là UGF các kiểu. Nếu mà chơi nếu mà chơi thì để trụ thì chán. À, bắt tôi à? Bắt tôi này. Đâu 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 đâu. Tính làm gì, tính làm gì? Tính làm gì? Ôi trời. Sống hộ gái. Sống hộ gái. Con này nữa. Trời ơi. Bỏ đâu? Bỏ chết hết rồi anh em. Ủa xong tôi rồi. Này tôi gọi là hỏng rồi. Cân 2 thì được chứ không nào. Thằng cân 3 thôi anh em. Cân 2 là ổn chứ cân 3 được. Mày này. Ủa. Để đổi flash cho thanh niên kia vậy. Lại thêm mình flash nữa. Quá lời luôn. Quá không lầm mình e sớm là chết cái ông Nico này rồi. À, tôi lấy hai trụ rồi mà anh em vẫn chưa lấy được cái trụ nào cả. Chán thật anh em. À, chắc là Ace sẽ khởi đầu cái trụ bot. Cái trụ bot kìa. À, sẽ vẫn chưa lấy được trụ bot. À, trụ bot còn khúc máu nữa. Cái trụ mid của tem tôi. À, cái ông Edwin là chưa đụng được cái trụ của tem mình luôn á. Là trụ top của tem tôi đấy, chưa đụng được. Tem tiếp thôi. Đây bây giờ mình đã có thông đạo. Ivan. Đó.
Riven với cả Yasuo à? Hôm nay thì mình nghĩ là kèo ngang. Mà nếu Riven gọi là phối hợp tốt những cái skill thì mình nghĩ là Riven có thể ăn được. Nhưng Yasuo tùy thôi anh em. Ông Nico ông 71 thì không phải giọng vừa đâu đấy. Mong Ken ông xanh quá. Cứ W Q phát là chết. Đấy. Đấy mà đánh gì nữa bây giờ? Đánh đấm gì nữa đây? Mình cứ bắn đi, mình cứ bắn đi. Xem những con lính nhiều này mình bắn chết hết không? Bắn hộ cái. Bắn đi, bắn đi. Cho bắn luôn anh em. Tôi chỉ cần gọi là 10 giây thôi, còn dẹp hết cái đồng lính rồi. Không nghĩ SW là hơi vất vả đấy. Ui sổ ơi, lại hình như là anh người ta dính kịch độc của mình nữa rồi. Thôi, tôi xin con Blue này vậy. Xin con Blue nha. SW chắc là về nhờ, hồi máu ấy. Ăn cái E của mình cũng hơi bị tốn đấy. À, chưa về. Chắc là mình sẽ đẩy mấy cái đồng lính này á. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn Blue. Blue đi. Rồi, nhớ quả bóng Blue đi không? Anh em xem Nesper sẽ biết quả bóng của ông nhà bác học. Ok, SW này làm chậm hơi cay nha. Mình sẽ thả cái giả. Bỏ đâu? Cắn. Ok. À, gọi người. Giờ mình có Blue thì không sợ hết mana đấy anh em. Cân hai được, cân hai được. Cân hai được, cứ sợ gì. Còn này mà tôi lên thêm cái gì chả? Cái triệu pha leo thì like anh em. Cái thanh niên này nữa. Để cho ông Ken ông ăn mạng vậy. Đấy. Giờ thì không bỏ cũng như là thông đạo chúng ta làm việc thôi. Tích cực lên, tức kịch lên. Tắc phòng quân đội, tắc phòng quân đội. Ui, nhiều bọ chưa? Rồi xong bay trụ. Xịt luôn cái nhà lính kìa. Xịt luôn nhà lính luôn anh em. Ơi à, con bọ con về về. Giờ tôi đi để mít tiếp. Đi để mít tiếp không? Khó chịu chưa? Đặt gáp chế này. Anh út đâu? Trời ơi, kìa. Giờ anh em lại đi bỏ chạy nữa. À, về mà đi bỏ chạy. À, chuyện này chắc là win sớm thôi anh em. Còn không thì mình sẽ chèn ở phần cuối video. Anh em thích thì có thể tham khảo nhé. Cái này mình chơi danh, mình chơi liều cho anh em xem luôn. Nghĩ là cũng ổn áp thôi. Nếu như mà anh em biết cách phối hợp, phối hợp với team. Về, về, về. Chết không? Vẫn chết kìa. Nico đúng số nhỏ luôn. À, lấy mặt nạ đi. Thay vì mình thích cái mặt nạ hơn cái triệu pha lê anh em. Nhưng mà triệu pha lê nó khó chịu hơn. Nhưng mà mặt nạ nó cắn đau ấy. Đi làm gì? Cấp lạng còn làm gì nữa? Đau chưa? Ui ơi. Thỉnh thả ông nào để trụ tiếp. Đấy. Khó chịu luôn anh em. Lại chết cái ông kia luôn. Ôi giời. Mạnh thật. Đúng mạnh thật anh em ạ. Mạnh. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mấy ông này sợ tôi á. Làm gì tôi đâu. Rồi xong.
xin đi vần. Đùa rồi, đùa với tôi à? Chết đâu? Không chết mới lạ luôn đấy. Tập của tôi cắn đau quá mà anh em. Với cả bọ nữa. Hầu như là trận này mình lấy trụ coi như là gần hết luôn á. Boss phải chụp top. Nít lấy một cái đó. Ok. Sẽ mua cái... Đây. Đi bây giờ nhỉ? Đây, cái này cho nhiều mana. Thả nhiều cho bọn. Nhiều bọn. Ok, này hơi bá rồi đấy. Thể hiện hết phần tôi rồi. Ui. Cái cụ mà thể hiện hết phần nhân vật chính ấy phải không? Đáng thật, ok này. Đấy. Giờ đến lượt của tôi. Tôi với ông Ace này là bảo anh em cân được Baron luôn nhỉ. Cân được Baron luôn. Ăn luôn đâu. À. Tôi thả bỏ đi cực quá anh em. Đây, ăn quá dễ luôn. Ăn nhanh là khác. Quá nhanh. À, blue trong win luôn. Đừng đùa tôi nha. Làm gì vậy, tìm lại. Làm trộm cắp à? Ừ, dễ như thế. Làm két của bản tôn sao? Trời ơi, nó làm nhẹ cái tên kêu vậy anh em. Kêu nhở? Tôi phải giáp không? Trời ơi, giờ để các bạn đép vào niềm tin à? Niềm tin và hy vọng sao? Sao bắt thằng em tôi? Sao bắt thằng em tôi? Rồi xong, coi mấy anh em luôn. Coi rồi, một chết luôn. Và có vẻ như trận đấu chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Và một lần nữa mình cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở video sắp tới. Tạm biệt.